biến mọi quý quá. Mình đến từ đâu chú? Sài Gòn. Sài Gòn ha. Một cái là chú đến từ là chú quận nhất. À quận nhất luôn, trung tâm luôn. À nãy mình đi dọc đường có bị mắc mưa giùm chú. Đó. Mưa nhỏ thôi. Mưa nhỏ. Dạ nãy ở đây cũng có mưa nhưng mấy đợt luôn á. Nhưng mà thấy đường nước đọng nhiều, thế là thấy mưa lớn. Gia đình đúng không chú? Đúng rồi. Thì từ ngày mà sư Vũ Linh mất thì gia đình sẽ xem qua YouTube. Dạ. Thì với cái tâm nguyện của bà xã và mấy cháu, dạ, thì cũng muốn là để lên đốt cho sư Vũ Linh cái nhang, dạ, để mà để tỏ một cái lòng thành và cũng là để tiếc thương một cái người nghệ sĩ tài danh. Dạ. Quá cố. Dạ, đó là tuyệt vời chú. Mà khi mà chú đến đây thì chú thấy cái mộ của cậu Năm á, nó có giống như trên YouTube không chú? Cũng chưa thành hình rõ, nhưng mà dạ, chỉ biết là nhận định được là mộ của nghệ sĩ Vũ Linh, dạ, thì qua cái liều đang che là chắc, dạ, có lẽ là đang hình thành để xây lên một cái, dạ, cái nấm mộ không? Dạ đúng rồi chú, trong tuần sau là sẽ hoàn thành luôn á chú. À, người ta sẽ lắp kim tỉnh cho cậu Năm Vũ Linh. Dạ. Dạ. Thì cái này được người nhà là nói rất là rõ. Rất mong mến dạ, cô chú luôn ha, trời mưa mà dẫn đến đây biến cậu Năm. Mưa rất là lớn chứ. Đúng rồi, mưa thấy đọng nước như vậy là mưa lớn. Dạ, nhưng mà cũng may mắn là trên đường mình đi thì mưa nó cũng có. Cũng tạm không có lớn quá ha chú ha. Không lớn, không lớn. Dạ. Không biết là ở ngoài đời chú đã gặp cậu Năm Vũ Linh lần nào chưa chú? Có chứ. Chú đã gặp một lần. Cũng không có đi sâu vào cái chi tiết. Dạ. Nói chung thì chú cũng là nằm trong giới nghệ sĩ, nhưng mà chú đi theo con đường tân nhạc. Chú là tân nhạc. Vũ Linh thì đi theo cổ nhạc. Cổ nhạc. Chú và Vũ Linh đồng tuổi nhau, mẫu tức tức là sinh 1958. Dạ, tuyệt vời quá. Chú là công lập thì quận nhất ngay cái khu vực mà Rạp Quốc Thanh ngày xưa. Dạ. Thì thờ tụi con chắc không biết, chắc tụi con cũng không hình dung ra được. Dạ, cái Rạp Quốc Thanh đâu. Dạ. Rạp Quốc Thanh ngày xưa là cái rạp mà để mà các đoàn cải lương, dạ, về đó để diễn những cái vở tuồng. Dạ. Rất là hay, và có lẽ là chú nghĩ là để bắt thì má mẹ để đời, để sau này hậu thế vẫn còn mến mộ và vẫn yêu thích những cái vở tuồng cải lương trước năm 75. Dạ. Chú có thể là cho tụi con biết cái quý danh của chú được không ạ? Chú thì chú chỉ là tên Trương thôi. Dạ. Trương. Chứ, dạ, chú là tên Trương thôi. Dạ. Còn nghệ sĩ của chú thì chú coi ngày xưa thì tên bên tân nhạc không có lấy cái biệt danh hay quan hệ nghệ danh. Dạ. Chỉ bên cổ nhạc thì khó thôi, chứ còn tân nhạc thì ví dụ là Trương Bát hoặc là Trương Trống hay là cái gì thôi, chứ còn không có cái nghệ danh như là bên cái lương hoặc hầu quản. Dạ. Thì lúc đó là chú cũng đam mê bên tân nhạc, nhưng mà vẫn quý cậu Năm Vũ Linh hay chú tại ha? Vì khu vực ở quận nhất thì ngày xưa thì tất cả các nhóm nghệ sĩ có thể là sáng ngồi chung với nhau một cái quán cà phê. Dạ. Trước Rạp Quốc Thanh ở đường, dạ, Nguyễn Trãi, thì coi như thì nghệ sĩ mà rất là dễ gặp ra lúc đó. Dạ, cũng không có phân biệt là cổ nhạc hoặc tân nhạc hay hậu quản, không có phân biệt. Dạ. Lúc đó là không có phân biệt gì ha, không là phân biệt, ngồi không ngồi biệt với nhau là bạn bè. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, với nghệ sĩ với nhau là bạn bè. Dạ. Không có phân biệt là cổ hay tân gì hết. Dạ.
Nhưng mà bây giờ chú còn hoạt động ở bên Tân Nhạc không chú? À, không, chú bây giờ chú không còn hoạt động, chú đã nghỉ lâu rồi. Dạ, nghỉ lâu rồi. Tôi nghĩ là bây giờ chú đã chuyển sang kinh doanh đúng không chú? Đúng rồi. Thì dạ. Bây giờ thì lâu lâu rồi có nhóm bạn lỡ thì ôn lại những cái bản nhạc xưa, dạ, như vậy thôi. Chứ còn đi đi mà trình diễn thì thôi, cứ để lại cho cái thế hệ sau. Nhiều khi thế hệ sau thì lại là giỏi hơn. Dạ. Tại dạ, vì xã hội bây giờ nó phát triển thì cái sự tiến bộ của các cháu thì nó tốt hơn các chú ngày xưa. Dạ. Các chú ngày xưa khó khăn lắm. Dạ. Dạ. Cả luôn nhạc cụ mà còn phải thuê mà. Dạ. Hồi xưa mà trở thành được một nghệ sĩ giỏi là cũng rất là phải qua cái con đường nó gian nan lắm. Dạ. Nó không có chuông trải mà chạy thảm như vậy đâu. Dạ. Chú Tân Nhạc là cái thể loại như thế nào chú có thể là cho tụi con biết rồi. Thì chú ngày xưa là chú chơi nhạc phòng trà. Nhạc phòng trà. Nhạc phòng trà tức là quýnh theo nhạc tua đó. Dạ. Nhạc phòng trà. Thì thường là ngày xưa trước năm 75 thì nhạc phòng trà thì nó thịnh hành hơn. Thì lâu lâu mới có tổ chức một cái đại nhạc hội một lần. Dạ. Đó. Chứ còn Tân Nhạc ngày xưa thì nó cũng không có nổi cộm đâu. Dạ. Thời chú thì chú chỉ chơi nhạc trong phòng trà thôi. Yeah. Lúc đó